Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề rằng những cái loại visa nào để đến Úc mà với chi phí là dưới 50 triệu đồng tiền Việt Nam. Bởi vì mình thấy rất nhiều các bạn đang hỏi mình những câu hỏi này. Và hôm nay mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc này để các bạn có thể là định hướng cho mình một con đường đến Úc rẻ và nhanh nhất có thể. Ngoài ra, trong video này mình cũng chia sẻ với các bạn hình ảnh của tất cả các farm mà mình đã ghi hình được, bao gồm các farm như farm dâu, farm cherry, farm cà tím, farm dưa leo, farm táo. Đầu tiên để bước vào video, các bạn đừng quên cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký, hoặc có thể quyên góp ủng hộ mình bằng các hình thức như trên màn hình. Hình ảnh các bạn đang xem đây là hình ảnh của farm cherry, nơi mà mình và các bạn của mình là đã đến đây và bắt đầu một cái chuyến tham quan cũng như là hái cherry để mà về nhà mình tự hái và tự ăn đó các bạn. Khi mà đến đây là bước vào cổng là mình sẽ trả một chi phí vào cổng là khoảng tầm 8 đô cho một người, thì mình có thể ăn uống thoải mái. Ngoài ra thì mình, nếu mà mình có một cái xô như thế này nè, mình mà xách về thì sẽ tính trên một ký là khoảng hơn 10 đồng đó các bạn. Thì tùy vào thời điểm, cái thời điểm này là giá cherry nó còn cao, bởi vì là mới vào đầu mùa thôi. Thì các bạn có thể là tự động hái cho mình những trái tốt nhất, ngon nhất. Còn nếu mà những cái trái cherry trong siêu thị thì có một số loại nó sẽ rẻ hơn. Đây là hình ảnh của những cái farm cherry. Những cây này các bạn thì nó rất là cao nha. Mình có thể là vươn lên và hái những cái trái vừa tầm tay, cũng có thể là leo lên cây luôn để mà chúng ta hái những trái cherry như thế này. Đây là những trái cherry chín mọng nè các bạn nè. Chúng ta hoàn toàn có thể hái và ăn tại chỗ luôn, không phải rửa gì hết. Tại vì ở đây là vào buổi sáng cũng không có nhiều bụi, cũng như là vào thời điểm này thì người ta sẽ không có xịt bất cứ cái loại thuốc nào để mà bảo vệ những cái trái cây như thế này. Thường ở Úc thì người ta sẽ thích là sử dụng những cái lưới hơn để che chắn lại những cái ruồi và sâu bọ. Hôm nay là đi hái rất là đông luôn các bạn nha. Ngày hôm nay là hình ảnh mình quay là vào Tết Tây của năm 2023. Các bạn thấy không? Trái cherry ở đây á thì có rất nhiều cái loại kích cỡ màu sắc khác nhau. Thường những trái cherry màu đỏ thì ăn nó sẽ giòn và ngọt. Còn những trái cherry màu đen một chút á thì ăn sẽ ngọt nhưng mà nó sẽ không giòn. Các bạn thấy không? Rất nhiều người luôn. Và bên trên là có những tấm lưới chia lại này các bạn. Rồi, để các bạn có thể là có cái nội dung nó sẽ đa dạng hơn á, thì trong cái buổi hôm nay mình vừa chia sẻ những hình ảnh tại các farm á, thì mình sẽ vừa nói về cái chủ đề là di cư đến Úc với những cái visa nào mà chi phí dưới 50 triệu. Đầu tiên á, là mình có thể kể đến đó là visa về du lịch. Nói tới đây á, thì một số bạn cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, bởi vì á, là visa du lịch á, mình chỉ đến để mà du lịch thôi. Và trong thời gian đó thì mình không được làm việc, cũng như á, là đến một thời gian á, rồi mình sẽ phải quay về lại Việt Nam. Tuy nhiên á, là đến du lịch các bạn à, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội khác nha. Đến du lịch rồi chúng ta bỏ ra một khoản tiền là khá nhỏ, khoảng tầm là 10 triệu thôi cho cái làm visa. Và đến đây á, mình tốn thêm vé máy bay nữa. Thì vé máy bay rẻ nhất hiện tại các bạn, bay từ Việt Nam sang Úc luôn á, bay thẳng luôn, thì chúng ta có thể đi Jetstar. Đây là hãng máy bay giá rẻ của Úc đó các bạn. Và hồi trước đây á, là ở Việt Nam chúng ta, thì ở Vietnam Airlines cũng đã nhượng quyền cái thương hiệu này và khai thác khoảng một khoảng thời gian nhất định. Thì cái hãng này á, mình có thể lên trang web của nó là Jetstar, các bạn có thể search Google, và chúng ta có thể là đặt những cái vé trực tiếp trên đây, sử dụng cái thẻ visa thanh toán quốc tế của chúng ta. Thì chúng ta có thể kiếm được những cái vé rất là rẻ. Mình đã từng đặt cái vé là 200 đô, 200 đô la Úc tương đương khoảng tầm là 3 triệu 4 đến 3 triệu rưỡi tiền Việt Nam đó các bạn. Thì chúng ta đã có một chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Úc rồi, cũng rất là rẻ phải không các bạn. Nhiều khi á, là chúng ta bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội cũng vé cũng 4-5 triệu rồi, nếu mà chúng ta đặt gấp.
Thì những cái vé như thế này đòi hỏi chúng ta đặt sớm một chút, là khoảng tầm 2 đến 3 tháng trở lên. Thì chúng ta có thể là săn những cái vé nào trên website nó có những cái ngày nào rẻ thì chúng ta sẽ chọn những ngày như vậy. Thì đi du lịch thì chúng ta sẽ làm visa du lịch Úc đối với một số cái nước tư bản, ví dụ như là Úc, Mỹ, Canada hay là các nước châu Âu á. Các bạn muốn có được một cái visa tốt, dễ duyệt visa, thì chúng ta phải làm theo những bước sau. Thứ nhất là các bạn phải là đi du lịch một số quốc gia khác, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là các nước Đông Nam Á hay là Singapore chẳng hạn. Thì những nước này là nó sẽ có những cái thành tích rất là tốt, những hình ảnh rất là tốt, cũng như là cho cái passport chúng ta có những cái đóng dấu thì nó sẽ dễ duyệt cái visa du lịch đối với những nước tư bản. Ví dụ như nước Úc chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà xét duyệt visa du lịch. Thậm chí may mắn thì chúng ta có thể là có được visa du lịch 1 năm, 3 năm. Bình thường thì chúng ta sẽ có visa du lịch 6 tháng. Thì chúng ta sẽ được đến Úc và trải nghiệm cuộc sống ở đây. Và sau đó, quan trọng là sau đó nè các bạn, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội khác để chúng ta có thể lấy những cái visa khác mà chúng ta ở lại nước Úc lâu hơn, và thậm chí là chúng ta có định cư luôn. Thì mình sẽ ví dụ cho các bạn là những cái cơ hội nào khi mà mình đến Úc du lịch. Thứ nhất là đến Úc du lịch, các bạn có thể là xin chuyển qua cái loại visa du học đó các bạn. Thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm kiếm những cái trường và những cái chỗ học rất là rẻ, tầm cỡ 100 triệu một năm cũng có luôn. Thì một số bạn có tiết kiệm chi phí này, các bạn có thể đi theo cách này. Bởi vì là những cái trường này, cái chi phí rất là rẻ. Mà nước Úc là nước kinh doanh về giáo dục, cho nên là nhiều khi chúng ta đăng ký những cái visa du học như thế này mà tại Việt Nam luôn thì chúng ta rất là khó. Tuy nhiên chúng ta qua Úc rồi, chúng ta nhờ một số cái luật sư ở đây làm những cái trường như thế này thì khả năng rất là cao. Mà đặc biệt là vừa rồi nè, nước Việt Nam chúng ta là đã được tăng level, có nghĩa là từ level 2 lên level 1. Có nghĩa là đây là một cái level về cái độ uy tín của một quốc gia khi mà nộp đơn du học Úc. Do đó cái việc duyệt visa về du học bây giờ cũng rất là dễ. Các bạn hoàn toàn có thể đạt được những cái mục tiêu mà du học, sau đó ở lại và có PR của mình. Ngoài ra, các bạn đi du lịch thì các bạn cũng có nhiều cơ hội khác về việc làm. Ví dụ như là khi mà chúng ta xin visa bảo lãnh 482 ở Việt Nam thì chúng ta có cảm giác như là rất là khó đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta có thể là hoàn toàn xin được visa 482 khi mà chúng ta có được những người quen ở đây. Hoặc là chúng ta đi du lịch rồi chúng ta cũng làm quen một số quán, rồi trực tiếp là nói chuyện với họ. Thì nếu mà họ cần những nhân lực như chúng ta thì hoàn toàn có thể chúng ta xin được. Mình có một ví dụ nè. Chẳng hạn như là các bạn và các anh chị nào ở Việt Nam mà có kinh nghiệm nhiều về đầu bếp, nấu ăn. Ví dụ như vậy, thì khi mà các bạn qua những cái nhà hàng ở bên đây đặc biệt là các bạn nhà hàng Việt Nam hay là nhà hàng của Tây hay là nhà hàng của một số nước khác cũng được. Các bạn giỏi tiếng Anh đi, bạn có thể giao tiếp với họ và các bạn nói chuyện với họ trước. Nếu mà họ thấy cái tiềm năng của các bạn thì họ sẵn sàng thôi. Sẵn sàng để bảo lãnh cho các bạn, để mà các bạn có thể là có được visa làm việc ở đây. Và đối với visa bảo lãnh 482 thì các bạn và cả gia đình của bạn luôn có thể đến nước Úc, con cái chúng ta đến luôn, chứ không phải như là một số visa khác, ví dụ như visa 462 hay là visa nông nghiệp á, thì lát nữa mình sẽ nói qua, thì chỉ có một người đi thôi nếu mà chúng ta làm một hồ sơ. Rồi, chưa kể là các bạn qua đây các bạn nào còn độc thân thì còn có cơ hội để mà chúng ta có thể là quen biết, gặp gỡ, cũng như là có cơ hội để mà chúng ta có được những cái cuộc tình kết hôn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể là tiếp theo cái visa kết hôn chẳng hạn, thì cũng rất là hay. Bởi vì là nếu mà quen qua mạng hay là quen qua internet hay là một số cái phương tiện mạng xã hội thì chúng ta rất là khó để mà hiểu được cái người đối diện của mình, hiểu được cái người mà mình mong muốn là như thế nào.
Nhưng mà khi mà chúng ta gặp mặt trực tiếp á, thì khả năng nó sẽ cao hơn. Đặc biệt qua đây á, chúng ta có thể là làm quen với một cộng đồng người Việt á, thì có rất nhiều cơ hội luôn các bạn. Thì hy vọng rằng á, với cái visa du lịch rẻ tiền trên dưới là 20-30 triệu thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể có một cơ hội ở lại nước Úc. Cho nên là các bạn, các anh chị nào á mà có một số tiền khoảng vài chục triệu thì chúng ta có thể là đi theo cái loại visa này. Các bạn thấy không, ngày hôm nay á là mọi người từ các quốc gia khác nhau nè, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, đủ kiểu hết, đều tới đây để hái cherry. Hôm nay á là cũng có rất nhiều người Việt Nam nha. Những cái kiểu du lịch rẻ tiền và hài hòa với tự nhiên như thế này là người Việt đi rất là đông luôn. Không chỉ là mấy những chỗ như thế này mà những chỗ khác nữa, trung tâm thương mại này nọ, thì nghe tiếng Việt cũng rất là nhiều. Đi đâu cũng nghe râm ren tiếng Việt cả các bạn. Cộng đồng người Việt ở đây cũng khá là đông, và họ cũng rất là thích đi du ngoại ra ngoài mỗi khi mà có được một cái khoảng thời gian nghỉ. Đây là những anh chị người Việt nè, thì mình cũng đã vô tình quen gặp được. Và những anh chị này cũng đã theo dõi kênh mình từ rất là lâu rồi. Mình cảm thấy rất là vui luôn khi mà gặp lại những cái bạn, các anh chị đã xem cái qua cái kênh của mình và ủng hộ kênh của mình rất là nhiều. Rồi, tạm biệt farm cherry nha. Chúng ta hãy qua farm dâu nè các bạn nè. Ngày hôm nay thì mình cũng đi hái dâu. Lúc này là mọi người đang đi hái dâu để ăn thôi. Thì cái việc mà hái dâu trên farm á, thì người ta cũng sẽ hái như thế này thôi. Nhưng mà sẽ có những chiếc xe chuyên dụng để mà họ hái đỡ mệt hơn. Cũng như là có một chiếc xe, số chiếc xe là có luôn cái đồ chia luôn. Farm dâu thì xin lỗi các bạn hơi ngắn một chút nha. Bởi vì một số cái video trước á, mình đã quay rất là dài thì mình đã xóa rồi. Thì các bạn có thể là tiếp theo theo dõi cái farm dưa leo. Ở đây á, là dưa leo người ta trồng trong nhà lồng nha các bạn nha. Mỗi cái lồng như vậy á, thì diện tích là khoảng gần 1 hectare, rất là rộng lớn, được thiết kế rất là kiên cố luôn. Lồng như thế này á, thì sẽ hạn chế được những cái loại sâu bệnh, cũng như á, là sẽ hạn chế được một cái những ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài. Ví dụ như là nắng nóng đi, thì sẽ làm giảm bớt ánh nắng, cũng như á, là gió nè. Nếu không có cái lồng như thế này á, gió mạnh á, thì sẽ làm cho những cọng dưa leo như thế này sẽ bị đổ ngã và rất là ảnh hưởng đến cái việc mà ra hoa kết quả luôn. Đây là những trái dưa leo. Thì những cái dưa leo này á, là đang vào quá trình đậu quả thôi, nên quả vẫn còn rất là nhỏ. Nếu mà to hết cỡ thì nó sẽ rất là to nha các bạn. Dưa leo ở Úc á, và những trái cây ở Úc á, thì cái nào cũng siêu to khổng lồ cả. Một trái dưa leo á, mà loại lớn á, nó có thể là to bằng trái mướp ở Việt Nam đó các bạn. Thường trong những loại dưa leo này á, trong siêu thị người ta bán theo trái. Mỗi trái như vậy là khoảng vài đô la luôn các bạn. Những cây dưa leo như thế này nè sẽ được trồng bên dưới á, là một hệ thống tưới nước. Thì nó sẽ trồng ngay những cái chỗ mà rỉ nước ra. Và những loại nước này á, sẽ có... lâu lâu họ sẽ pha trộn cái lượng phân bón ở đây luôn, tưới bằng nước và phân. Điều này sẽ làm rất là tiết kiệm nước. Nếu mà ai không biết sử dụng, các bạn sẽ tốn nước rất là nhiều, thậm chí là tốn mấy trăm ngàn đô trong một tháng luôn. Cho nên là phải biết cách sử dụng, chứ không là cái quy mô lớn như thế này mà không biết cách sử dụng hệ thống nước là chỉ đơn đi đến phá sản thôi các bạn. Những trái dưa leo như thế này thì ban đầu họ trồng trong vòng khoảng từ 2 tháng thì họ sẽ bắt đầu thu hoạch, và quá trình thu hoạch của họ cũng kéo dài tầm 2 đến 3 tháng tùy vào cái chất lượng của cây dưa leo. Nói chung là một năm trồng khoảng được từ 2 đến 3 mùa liên tục trong năm. Đấy các bạn thấy không? Hai bên là những cái cây dưa leo này sẽ được cột bởi những cọng dây bao nha. Cột từ dưới gốc của nó nối lên trên cái nhà lồng á, và sẽ quấn nó hình xoắn ốc theo cái đèn dây như thế này, nên là nhìn rất là bài bản đẹp. Rồi tiếp theo á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào một loại visa khác nha các bạn, để mà đến nước Úc với chi phí là dưới 50 triệu, đó là visa 462. Đối với loại visa này thì chỉ dành cho các bạn là dưới 30 tuổi thôi. Cho nên là những anh chị và các bạn đã trên 30 tuổi rồi á, thì mình sẽ bắt đầu nghiên cứu một loại visa khác.
Thì mình sẽ nói sơ qua cái điều kiện của visa này như thế nào. Đây có tên là visa du lịch và kỳ nghỉ, có nghĩa rằng là nước Úc sẽ tạo điều kiện cho mọi người để đến nước Úc tham quan, du lịch và có thể làm việc luôn. Thì vừa du lịch vừa làm việc á, thì chúng ta sẽ có được một cái nguồn tài chính để mà chúng ta có thể là du lịch lâu hơn, tìm hiểu sâu hơn về nước Úc cũng như cuộc sống nước Úc. Và sau khi mà chúng ta hết cái visa này á, thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện rất là dễ dàng để mà chúng ta apply những loại visa khác để mà chúng ta ở lại nước Úc lâu dài. Ví dụ như là visa du học, rồi visa nông nghiệp, rồi những loại visa khác, bảo lãnh, kết hôn v.v. Thì đây là một cái điều kiện mà để nước Úc đó là tạo được cái công ăn việc làm cho những cái lao động thời vụ, cũng như là tạo ra được một cái nguồn nhân lực cho những cái cơ sở, những cái công ty của nước Úc đó đang cần những cái lao động thời vụ, cũng như là quảng bá hình ảnh của nước Úc. Và cuối cùng thì nước Úc cũng sẽ khuyến khích cho mọi người chuyển qua một số cái loại visa mà tạo ra những lợi ích cho nước Úc và cũng cho chính tất cả các bạn, như là visa du học và visa lao động vân vân. Thì đây là cái loại visa mà đòi hỏi cái bằng tiếng Anh IELTS 4.5 nha các bạn. Cho nên là cái visa này có hai cái điều kiện quan trọng mà các bạn cần nhớ, đó là tiếng Anh IELTS 4.5 và độ tuổi là dưới 30 tuổi nha các bạn. Ngoài ra chúng ta cũng cần có một cái điều kiện khác, đó là chúng ta có bằng cấp ít nhất từ trung cấp trở lên, hoặc là chúng ta chưa có bằng đại học nhưng mà chúng ta học đại học hoặc là thạc sĩ các bạn, ít nhất là 2 năm thì chúng ta sẽ được đăng ký cái loại visa này. Đây là cái farm cà tím nè các bạn nè. Bên trong đây á, là những cây cà tím này rất là cao to và có trái cũng rất là to luôn. Mời các bạn vào bên trong xem thử như thế nào nha. Chỗ này cũng gần cái farm dưa leo vừa rồi mà mình cho các bạn xem đấy. Thì những cây cà tím này á, là cũng mới bắt đầu cái quá trình có kết quả thôi. Nhưng mà cái thân cây của nó là cũng cao đến gần 1 mét rồi. Bên dưới là rất là nhiều các trái. Và cái quả của nó là một trái á, là rất là to. Khoảng tầm là 4 lạng cho đến là nửa ký cho một trái các bạn. Cho nên là mình đã nói từ đầu video rồi, những cái trái cây ở Úc á, trái nào cũng siêu to khổng lồ cả. Và số lượng trái rất là nhiều. Ở Úc các bạn, cái loại nông sản như là dưa leo, cà chua, ớt chuông hay là cà tím á, thì giá rất là cao. So với Việt Nam thì gấp từ 5 đến 10 lần. Cho nên là những loại nông sản ở đây các bạn, là khi mà mình tiêu thụ á, thì giá nó rất là cao so với các loại thực phẩm như là thịt cá, sữa. Những loại như là thịt cá, sữa trứng ở Úc á, thì chất lượng rất là cao. Tuy nhiên á, là giá thì bằng ở Việt Nam thôi. Với mức lương rất là cao Úc á, thì giá như vậy thì rất là rẻ. Còn những cái loại mà thực phẩm như là rau, củ quả, những loại trái cây như thế này á, thì có thể nói là cái giá của nó cũng rất là chát so với Việt Nam đó các bạn. Ví dụ như là cà tím này á, ở Việt Nam thì khoảng mấy chục ngàn một ký thôi, nhưng mà tính ra tiền Úc á, là trên 100 ngàn đến 200 ngàn một ký đó các bạn. Các bạn thấy không? Những trái này rất là to và cũng có hệ thống tưới nước tự động nữa. Đó thì mình xin tiếp tục cái loại visa 462 nha. Đối với cái loại visa này á, thì những cái điều kiện đó mà các bạn thỏa mãn á, thì các bạn có thể là bắt đầu quá trình đăng ký rồi. Cái đây là một trong những loại visa mà phổ biến nhất mà những bạn trẻ đi đến Úc để mà làm việc kiếm tiền. Thời gian cho loại visa này là 1 năm, tuy nhiên các bạn có thể là gia hạn tới 2 năm. Và đâu đó mình nghe thông tin là cũng có thể gia hạn tới 3 năm. Thì với mức lương á, trung bình tính ra tiền Việt sau khi trừ chi phí về thuế các bạn, thì chúng ta còn khoảng là từ 50 đến 70 triệu đồng một tháng á. Thì có thể nói là đây là một cái mức lương đáng mơ ước cho những bạn trẻ hiện nay. Mình xin nhắc lại đây là cái thu nhập và sau thuế nha các bạn nha. Còn nếu mà chúng ta tính luôn cái chi phí, trừ luôn cái chi phí mà chúng ta ăn ở, thì chúng ta sẽ mất khoảng 1/3 cái số tiền này nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ còn lại 2/3 của số tiền là 50 đến 70 triệu, tương đương là chúng ta sẽ tích lũy khoảng là 40 triệu đồng cho một tháng. Nếu mà chúng ta sống một cách là bình thường, không có quá tiêu xài, thì chúng ta hoàn toàn có thể là tiết kiệm được số tiền này để mang về Việt Nam.
Thì khi mà chúng ta tham gia cái visa lao động 462 này á, thì chúng ta chỉ được đi một người thôi nha các bạn. Ai mà làm hồ sơ thì được, người đó được đi. Còn nếu mà chúng ta có hai người, chẳng hạn như người yêu hay là vợ chồng, thì chúng ta phải làm hai cái visa độc lập. Và hai cái loại visa này á, nếu mà một người đi một người không á, một người được duyệt một người không được duyệt á, thì chúng ta cũng phải chịu thôi. Thì đây là cái loại visa mà có thể nói là cái lượng quota, có nghĩa là cái số lượng cấp cho Việt Nam là mỗi ngày mỗi tăng. Cách đây cũng 1 năm, 2 năm các bạn, thì cái lượng cho Việt Nam khoảng 500 thôi. Nhưng mà đến thời điểm năm gần nhất đây á, là đã cấp cho số lượng là 1.900 suất, là một số lượng rất là lớn luôn. Cho nên là rất là nhiều bạn trẻ qua đây bằng visa 462 với cái mức IELTS là 4.5 các bạn. Thì có thể nói đây là một cái loại visa cũng khá là dễ dàng. Bởi vì một số bạn bây giờ là ra trường rồi đó, cũng đã có những bằng TOEIC hay là IELTS tương tự rồi. Còn đi du học thì các bạn phải chuẩn bị IELTS tới 6.5, 6 chấm cho bậc đại học hoặc là thạc sĩ, hoặc là 5.5 cho cái bậc du học nghề rồi. Cho nên là với cái loại visa 4.5 IELTS này á, thì có thể nói là đây là mức cơ bản cho những bạn trẻ ở Việt Nam thôi. Nên bạn nào muốn đi tích lũy kiếm tiền á, thì có thể là đi visa này để tích lũy cho mình một số tiền không nhỏ, để mà chúng ta có thể khởi nghiệp khi mà chúng ta trở về Việt Nam. Hoặc là chúng ta có thể là dùng số tiền này để mà chúng ta tiếp tục những loại visa khác, ví dụ như là du học. Có thể nói là đây là một loại visa bước đệm để một số bạn có ước mơ đi đến Úc du học á, mà chỉ có trong tay tầm mấy chục triệu thôi. Thì chi phí cho loại visa này á, các bạn, cũng là dưới 50 triệu, bao gồm chi phí làm visa là khoảng tầm mười mấy 20 triệu thôi. Rồi các loại chi phí lăn tay, khám sức khỏe là, hay là vé máy bay á, vân vân. Thì cái loại visa này thì chi phí chúng ta cũng tầm dưới 50 triệu thôi. Còn cái việc mà chứng minh tài chính á, thì đa số các loại visa đều có, ngay cả visa du lịch. Nhưng mà cái này gọi là show tài chính thôi, tức là mình show sổ tiết kiệm hay là vân vân, sổ đất, sổ gì đó nếu mà chúng ta có. Nhưng mà không khó đâu, mấy cái sổ tiết kiệm đó các bạn hoàn toàn có thể là nhờ các ngân hàng chúng ta xử lý được. Nhờ như thế nào, các bạn có thể là ra hỏi ngân hàng để mà họ chỉ cho các bạn. Họ nói chung là họ sẽ cho các bạn vay đó. Rồi các bạn sẽ có một cái sổ để mà chứng minh. Nhưng mà cái sổ này thì họ sẽ giữ luôn. Nói chung là đây là một cái dịch vụ hợp pháp của ngân hàng nha các bạn. Rồi mời các bạn qua cái farm ớt chuông nè. Farm này là cũng rất là lớn luôn. Thì nó cũng nằm trong những nhà lồng như thế này. Ớt chuông ở đây các bạn, trái nào trái nấy rất là to luôn nha. Mỗi trái như vậy cũng từ khoảng 4 lạng cho đến 1 kg. Và trái rất là nhiều. Dọc những cái farm như thế này các bạn thấy không? Trái nào trái nấy thì rất là đẹp và to. Những loại ớt chuông như thế này các bạn, ở Việt Nam thì mình cũng không nhớ là giá bao nhiêu. Nhưng mà bên đây á, là giá cũng phải tầm gần 10 đô cho 1kg đó các bạn. Có nghĩa là khoảng 100 mấy chục ngàn cho 1kg. Những hình ảnh xanh mát mà các bạn đang thấy trước mặt đấy, đó là hình ảnh của farm nho nha các bạn nha. Vào thời điểm này á, thì những farm nho hiện tại đang rất là xanh. Và những khung cảnh như thế này á, là cực kỳ mát mẻ và trong lành luôn. Ở đây á, là người ta đã set up ra một cái quán chuyên bán rượu nho và một số cái loại điểm tâm nữa. Thì có thể nói là cái quán này á, là ở trên đây nhìn xuống á, là bạt ngàn nho luôn. Những cánh đồng nho bát ngát hút tầm mắt và những loại rượu nho rất là ngon. Ngồi ở đây mà thưởng thức á, rượu nho, nhâm nhi những cái lát bistec, cũng như là ăn những cái món mà đồ ăn của Úc á các bạn, thì cảm giác rất là feel. Và mình có cảm giác như là những cái gì mà tươi mát nhất, trong lành nhất của nước Úc á, là hội tụ về đây. Các bạn thấy không, không gian quán này nhìn cũng rất là hay. Và có cả những con đường để chúng ta có thể là đến những farm nho như thế này mà ngắm cảnh, cũng như là chụp hình và xem những trái nho như thế nào. Đặc biệt là rất là thu hút cho trẻ em. Còn trên màn ảnh của các bạn đây, đó là hình ảnh của farm táo, hay tiếng Việt người ta hay nói nôm na là pom đó các bạn. Mình nói vui vậy thôi, chứ bây giờ thì ở Việt Nam thì người ta cũng hay gọi là táo lắm, chứ còn pom thì cũng ít có gọi nữa. Những cây táo như thế này á, là đang độ tuổi là ra quả. Và cái cây của nó cũng rất là cao, cao tầm khoảng từ 2 đến 3 mét. Những cây táo như thế này các bạn là được trồng khoảng từ 3 năm rồi.
và hiện tại là đang mở ra cho mọi người có thể là đi hái và chúng ta có thể mang về hoặc có thể ăn tại chỗ luôn. Hôm nay là cũng là ngày lễ nên mọi người đến rất là đông. Và hiện tại là tụi mình đã đến đây để bắt đầu một cái chuyến tham quan hái táo và mang về. Thì những cái farm táo cũng giống như thế này. Tuy nhiên là người ta đến đây là hái táo để ăn, chứ không phải là đến đây hái táo giống như là những cái farm mà người ta thu hoạch. Việc thu hoạch táo thì cũng sẽ tương tự thôi. Tuy nhiên là họ sẽ có những cái công cụ hái cho những trái ở trên cao, cũng như là có những chiếc xe đẩy chuyên dụng để chúng ta hái đỡ vất vả hơn. Thì vào cổng như thế này bình thường cũng có vài đô thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã miễn phí cái phí vào cổng. Tuy nhiên là cái táo mang về thì giá là khoảng 6 đô cho 1 ký, tương đương với gần 100.000 tiền Việt Nam đó các bạn. Táo đây thì rất là tươi và có một số trái thì rất là ngọt luôn. Ngoài ra trên đây còn có những cái quán cà phê và những chỗ nghỉ chân nữa. Đấy, táo các bạn thấy không? Rất là đẹp, màu sắc rất là tươi mới, cũng như là cái vị ngọt của nó thì ăn vô rất là ngọt. Và cảm giác như là những trái táo này rất là tươi và không có một chút gì gọi là chất bảo quản cả. Ở đây là mọi người hái và ăn tại chỗ luôn, không cần phải qua rửa hay là bất cứ cái động tác nào mà để làm trái táo sạch hết cả. Chùi chùi và ăn thôi các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng bước qua một loại visa mà các bạn đang rất là trông chờ luôn. Đó là visa nông nghiệp 403. Đây là loại visa mà đã được ký giữa chính phủ Úc và Việt Nam từ cách đây hơn một năm rồi. Tuy nhiên là cách đây khoảng 6 tháng thì visa này đã bị tạm dừng và hiện tại đang chuẩn bị mở lại. Thì đây là cái loại visa mà chủ yếu là tuyển dụng lao động cho nước Úc phục vụ trong ngành là nông nghiệp. Với loại visa này thì đòi hỏi của nó là dễ dàng hơn, khi mà IELTS là cái bằng cấp tiếng Anh đó các bạn, chỉ có 4.0 thôi. Đây có thể nói là cái loại, cái mức mà thấp nhất và cơ bản nhất của tiếng Anh luôn. Anh chị nào mà có cơ bản tiếng Anh rồi thì chúng ta chỉ cần đi luyện một khóa thôi, hoặc là chúng ta có thể thi một cái bằng gọi là PTE với một cái mức tương đương thì cũng rất là thấp. Chúng ta cũng có thể là đến Úc rồi. Đối với loại visa này thì độ tuổi mà giới hạn bên dưới có nghĩa là phải trên 21 tuổi. Còn độ tuổi giới hạn bên trên có nghĩa là độ tuổi mà cao nhất là sẽ là độ tuổi cao nhất của độ tuổi lao động, đâu tầm khoảng năm mấy đến 60 tuổi đó các bạn. Thì chúng ta hoàn toàn là có thể là đi được cái loại visa này. Cho nên là mọi người bây giờ đang rất là mong chờ để mà chúng ta có thể là được đến Úc để làm visa nông nghiệp. Bởi vì là cái đòi hỏi về kinh nghiệm cũng thấp nè, đòi hỏi về tiếng Anh cũng thấp, và bằng cấp nữa. Cho nên là mọi người cũng đang nô nức, đang chờ cái visa này ra. Và hiện tại là nước Việt Nam chúng ta đã đang được chuẩn bị là cấp cho 1.000 suất để mà người lao động Việt Nam có thể sang Úc. Đây là những cái suất đầu tiên thử nghiệm thôi, và sau đó có thể tăng gấp đôi và gấp ba. Cho nên là các bạn hãy chờ đợi khoảng trong vài tháng nữa thôi. Nghe đâu là vào tháng 7 năm 2023 này thì sẽ bắt đầu là mở ra cái chương trình này lại để cho mọi người đăng ký. Cho nên các bạn ngay bây giờ là hãy chuẩn bị bằng cấp tiếng Anh cho mình đi. Chúng ta hãy đến các trung tâm mà chúng ta luyện tiếng Anh, hoặc là chúng ta cũng có thể luyện trên YouTube hoặc là một số website khác. Thì nói chung là cái mức độ này, nếu mà bạn nào đã học tiếng Anh rồi thì không quá khó đâu. Tuy nhiên đối với những người mà chưa học tiếng Anh nhiều hoặc là mất gốc tiếng Anh thì cũng có thể nói là cũng rất là thử thách. Cho nên là các bạn đến đây làm nông nghiệp các bạn thì cũng phải có tiếng Anh nha. Lý do tại sao? Bởi vì đến đây làm nông nghiệp mà chúng ta không biết tiếng Anh thì chúng ta không thể nào mà giao tiếp được với chủ, không thể nào mà biết cách làm như thế nào. Rồi chúng ta không biết là phải sống như thế nào khi mà chúng ta không thể nào nói chuyện được một số cái từ cơ bản. Đối với những cái người mà bán hàng ví dụ như vậy, thì ít nhất chúng ta không phải biết được những cái từ cơ bản để mà chúng ta có thể là sống tốt được ở nước Úc. Và ở nước Úc là mọi thứ đều được hướng dẫn rất là kỹ càng, và đa số là bằng những cái văn bản hoặc là bằng những cái chỉ dẫn bằng cái ngôn ngữ viết. Cho nên là nếu mà chúng ta không có tiếng Anh luôn thì cũng rất là khó để mà chúng ta có thể cập nhật được.
Cho nên là dù có ít hay nhiều á, ở một đất nước nói tiếng Anh á, thì chúng ta phải biết được tiếng Anh cơ bản các bạn nha. Chứ còn không có biết tiếng Anh luôn á, thì chúng ta rất khó để mà chính phủ Úc có thể chấp nhận chúng ta bất cứ cái loại visa nào. Trừ khi đó là visa kết hôn thì chúng ta không cần phải biết tiếng Anh, hoặc là visa bảo lãnh người thân, bố mẹ bảo lãnh con cái, hay là con cái bảo lãnh bố mẹ, thì chúng ta cũng có thể là không có tiếng Anh. Nhưng mà đa số các loại visa khác là chúng ta bắt buộc là phải có tiếng Anh hết. Và mình cũng xin nhắc lại là các bạn để mà đăng ký các loại visa này thì các bạn có thể là lên thẳng website của Bộ Di trú Úc để mà các bạn có thể tự đăng ký nha. Đây là những cái chi phí mà các bạn tự đăng ký. Còn nếu mà các bạn thuê qua dịch vụ á, thì tất nhiên là họ sẽ lấy những cái chi phí thêm rồi. Còn tự đăng ký như thế nào á, thì các bạn có thể là tìm hiểu trên Google, trên Facebook, hoặc là có thể là nhờ những người nào đó giỏi tiếng Anh để có thể là hỗ trợ các bạn. Chứ trên website á, thì họ đã nêu ra rõ, rất rõ các điều kiện, và họ đã cho các bạn từng bước để các bạn làm rồi. Cũng không có khó đâu. Cho nên là nếu mà các bạn á, là giỏi tiếng Anh á, thì các bạn hoàn toàn có thể tự làm được tất cả các loại visa. Rồi, chúng ta hãy chuyển sang loại visa cuối cùng mà với cái chi phí là dưới 50 triệu. Đó là visa bảo lãnh 482. Đây có thể nói là cái visa mà tốt hơn 3 cái loại visa trước. Khi mà chúng ta có thể là đưa cả gia đình sang nước Úc, vợ chồng, con cái chúng ta qua hết một lượt luôn. Cho nên là đây là có thể nói là loại visa mà mang tính nhân đạo rất là cao. Khi mà chúng ta không phải xa gia đình nhiều, chúng ta yên tâm, ổn định, có thể là làm lâu dài được. Tuy nhiên á, cái loại visa này thì để mà chúng ta đăng ký á, thì trước hết á, chúng ta phải có được một cái đơn vị chúng ta bảo lãnh đã, thì chúng ta mới bắt đầu đăng ký được. Thì để mà có một cái đơn vị bảo lãnh á, thì chúng ta sẽ đi kiếm việc làm, giống như là kiếm việc làm ở Việt Nam này thôi. Thì chúng ta sẽ lên những cái trang web của Úc á, mà chúng ta sẽ bắt đầu là kiếm việc làm trên đó. Cũng như là chúng ta có thể lên các trên các hội nhóm Facebook để mà chúng ta đăng ký tìm việc làm. Và khi mà họ đã thấy chúng ta đủ cái kinh nghiệm và yêu cầu thì họ bắt đầu sẽ tuyển dụng chúng ta, và chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái thư đó và bắt đầu tiếp tục là các bước tiếp theo để nộp cái hồ sơ về visa bảo lãnh 482. Thì cái loại visa này á, thì sau này chúng ta sẽ bắt đầu xin qua chuyển sang visa 186, đó là PR luôn. Chắc có lẽ các bạn nghe mình nói về các loại visa này mà toàn là những con số thì các bạn hơi rối đúng không? Nhưng mà các bạn hãy tìm hiểu kỹ một chút thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu thuộc lòng và rất là dễ nhận biết những cái loại visa này. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái PR ở nước Úc khi mà chúng ta hoàn thành cái điều kiện mà nước Úc đưa ra với những cái thu nhập mà chúng ta bắt đầu là chúng ta là có được. Thì đối với loại visa này các bạn, bây giờ hiện tại đang đổi chính sách mới á, thì chúng ta phải có thu nhập là từ 70.000 đô một năm trở lên. Có nghĩa là tương đương là khoảng là gần 7.000 đô la cho một tháng đó các bạn, thì chúng ta mới được xin PR ở lại nha. Đây là một cái mức mới, trước đây có khoảng là 54.000 thôi, nhưng mà bây giờ là lên là 70.000 rồi. Cho nên là bây giờ thì nó hơi khó hơn một chút. Cho nên là ai mà qua Úc á, mà làm được cái mức lương cao, ví dụ như là những bạn mà làm IT xuất sắc ở Việt Nam, hay là những cái anh chị nào mà làm đầu bếp lương cao ở Việt Nam á, lâu năm có kinh nghiệm, thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký loại visa này. Và sau này á, thì có thể chuyển lên PR. Mình nhắc lại nha, đây là cái mức thu nhập mà để chúng ta có PR thôi. Còn để mà đi qua đây được làm cái visa 482 trong vòng 2 năm này á, thì chúng ta sẽ bắt đầu là đăng ký với cái quy định về cái IELTS là 5.0, và cái kinh nghiệm, cũng như là chúng ta phải có một cái job offer, có nghĩa là một cái thư mời làm việc từ những cái đơn vị. Thì mình sẽ để cái link thứ nhất là của cái website mà chúng ta đăng ký tất cả các loại visa qua Úc, thứ hai là của những cái website mà bên Úc á, họ đang tuyển lao động để chúng ta có thể là apply và chúng ta đăng ký xin việc. Ngoài ra những bạn nào có người yêu á, thì cũng có thể là đăng ký là đưa người yêu theo được nha. Nhưng mà chúng ta phải giải trình, đưa ra những cái bằng chứng đây là người yêu thật sự chúng ta, thì chính phủ Úc sẽ cho người yêu đi theo luôn. Trong video này á, thì mình cũng đã nói tóm lược về những cái loại visa này để các bạn hình dung. Nếu mà bạn nào á, mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về từng loại visa này á, thì các bạn có thể là lục lại những cái video trước của mình á, thì mình đã nói đầy đủ hết rồi. Các bạn hãy coi kỹ lại mỗi cái visa, mình sẽ làm mỗi cái clip mà đã làm rồi các bạn à.
các bạn có thể xem lại để mà các bạn hiểu kỹ hơn về những cái điều kiện như thế nào, rồi cũng như là cách nộp giấy tờ ra sao. Trước đây là mình cứ nghĩ là đến Úc là cũng rất là khó khăn và tốn kém. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy thì cũng có một số cách đến Úc cũng khá là nhanh, điều kiện cũng dễ dàng và chi phí thì cũng không quá cao đâu. Như một số bạn mình thấy là đi qua đây bằng cái visa là 462 đó, thì các bạn cũng tự làm không à, chứ không có gì là khó khăn cả. Nếu mà chúng ta có bằng cấp IELTS rồi á, thì chúng ta lên cái website bộ di trú, vô đó làm từng bước, họ kêu gì thì trả lời nấy, rồi họ cần giấy tờ gì chúng ta chụp hình và up lên thôi, không có gì là khó khăn. Cho nên là các bạn hãy tự thử làm đi, biết đâu các bạn sẽ được qua Úc đi làm những công việc như thế này, kiếm tiền rồi kiếm cách ở lại thì sao. Hiện tại thì đất nước Úc á, cũng đang có thể nói là mở cửa hơn so với cách đây là khoảng 3-4 năm khi mà trước dịch đó các bạn, thì rất là khó, nhưng mà bây giờ đã mở cửa hơn nhiều rồi và cơ hội đã bắt đầu đến với chúng ta khi mà năm mấy năm vừa rồi á, nước Úc đang thiếu lao động rất là nhiều, do đó là họ cũng đang cần cái người ở lại cũng như là cần cái người qua Úc để chúng ta là có thể là lao động, tạo ra cái công ăn việc làm cho những người nước ngoài, đặc biệt là một số cái nước Đông Nam Á và châu Đại Dương là những nước mà chiến lược nước Úc đang rất là chú tâm để mà tuyển dụng những nhân lực từ những nước này. Đây là bốn cách mà mình trình bày các bạn là những con đường mà qua Úc á, là dưới 50 triệu đồng tiền Việt Nam nha, với điều kiện là các bạn là không có thuê cái đơn vị mà tư vấn nha. Thuê những cái đơn vị này thì chi phí tùy vào cái đơn vị và cũng không có dưới mấy trăm triệu đâu, cũng khá là nhiều tiền đó. Các bạn cũng có thể là đi du học nếu mà các bạn có nhiều tiền chút. Giả sử như các bạn có tầm khoảng 500 triệu á, là 400 triệu gì đó, thì chúng ta có thể là bắt đầu đi du học nghề được rồi. Hoặc là chúng ta có IELTS 5 chấm, vân vân. Thì bây giờ nước Úc cũng đang rất là welcome, và nước Việt Nam cũng đang chuyển sang level 1 trong cái thang điểm mà đánh giá cái chất lượng những cái quốc gia mà đến Úc du học với các bạn. Cho nên là chúng ta hoàn toàn là có thể là đăng ký du học một cách dễ dàng so với những cái nước khác cũng như là so với thời điểm trước đại dịch. Hy vọng rằng những hình ảnh về những cái farm dưa leo, ớt chuông, cà tím hay là hình ảnh về farm táo như thế này sẽ cho các bạn một cái hình dung rõ nét hơn về cái công việc làm farm ở Úc là như thế nào, cũng như là một số các anh chị là sẽ thấy được là những hình ảnh của những cái cây mà trước đây các anh chị chỉ biết đến là những cái loại quả của nó bán sẵn ở Việt Nam thôi, ví dụ như cây táo này chẳng hạn, thì sẽ có những hình ảnh cho anh chị có thể hình dung được những loại cây này là như thế nào. Video này của mình á, thì cũng xin nhắc lại là các bạn phải tự làm các loại visa và các bạn phải chọn những cái loại vé máy bay giá rẻ. Chứ mà các bạn chọn vé bay đắt tiền 4-50 triệu một vé thì cũng rất là tốn kém, thì cũng chi phí nó sẽ vượt quá là 50 triệu đồng. Các bạn nào có những cái comment ý kiến á, thì các bạn hãy để lại comment ngay bên dưới cái video này nha. Xin lỗi vì đã không có trả lời cho rất nhiều cái anh chị đã nhắn tin trên Facebook, bởi vì là mình cũng sẽ trả lời một số cái tin nhắn thôi, chứ thiệt ra là tin nhắn bây giờ đã quá nhiều rồi, quá tải rồi, mình đã trả lời không hết các bạn à. Cho nên là các bạn nào mà chưa nhận được cái sự reply của mình trên Facebook thì cũng xin thông cảm nha, mình sẽ cố gắng trả lời các anh chị sớm nhất có thể. Tuy nhiên là một số cái bạn mà cần có tư vấn chuyên sâu thì mình cũng không có thể nào tư vấn được, bởi vì thiệt ra thì mình cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái gì mà mình hiểu biết thôi, chứ mình không phải là làm bên tư vấn, không có cái kinh nghiệm chuyên sâu cũng như là không có thể chịu trách nhiệm với những cái lời tư vấn của mình được. Nên là các bạn, mong các bạn thông cảm, muốn gì các bạn hãy đặt câu hỏi trực tiếp trên YouTube và đặt một lần các bạn nha, mình sẽ trả lời cho các bạn rất là nhanh. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi, thì chúc các bạn có những cái trải nghiệm về những cái farm ở nước Úc tốt, cũng như là các bạn sẽ sớm tìm ra một con đường cho riêng mình để đến nước Úc chúng ta có thể lao động kiếm thêm thu nhập và tận hưởng một cuộc sống rất là trong lành và rất là an bình ở đây. Các bạn nào xem video mình thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like, đăng ký kênh, hoặc có thể là quyên góp ủng hộ mình bằng các hình thức như trên màn hình để mà mình có thêm những cái chi phí tiếp tục làm những cái video tiếp theo phục vụ cho tất cả các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Dạ mai đi bên này khỏi lạnh nắng rồi con, đi qua đây, đi qua đây.